Xin chào các bạn, tôi Nguyễn Thế Hùng đây. Trong các video trước thì tôi đã chia sẻ cho bạn cái bước đầu tiên trong cái 5 bước quy trình để bán hàng, làm bán hàng các sản phẩm có giá trị cao, làm thế nào để chuyển đổi những cái mối quan hệ từ lạ, thông qua giới thiệu để trở thành những cái mối liên hệ trực tiếp của mình, và thông qua những cái mối quan hệ mới này chúng ta sẽ chuyển đổi thành những cái khách hàng trung thành của mình trong tương lai. Bước thứ hai trong quy trình 5 bước của chúng tôi tôi gọi nó là xây dựng lòng tin. Chúng ta sẽ nâng cấp các cái mối quan hệ từ cái chỗ mà chúng ta mới thiết lập được cho lên đến cái mức độ cao nhất, đó là mức độ mối quan hệ thân thiết. Có một cái điều chúng ta lưu ý là về nguyên tắc thì chúng ta làm mọi thứ trong hết cái khả năng của chúng ta. Tuy nhiên về việc là khách hàng có thể thực sự trở thành khách hàng của chúng ta hay không, chúng ta chỉ có thể làm một cách hiệu quả nhất trong cái khả năng có thể. Đừng hy vọng rằng mọi cái công thức sẽ đúng 100%, bởi vì nếu mà bạn làm tốt thì cũng có những cái người khác có thể làm tốt cái điều đó. Nếu bạn có xem video này cũng nhiều người xem, nếu bạn có học với tôi thì cũng nhiều người học. Vì thế cuộc sống luôn luôn là một cái sự cạnh tranh. Đừng nghĩ rằng 100% sẽ thuộc phần thắng sẽ thuộc về mình, mà chúng ta chỉ làm hết khả năng của mình, việc còn lại đôi khi nó lại còn phải do duyên số, do vận may nữa, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta vẫn phải làm theo những cái nguyên tắc. Tôi luôn luôn đào tạo về cái việc là những cái nguyên tắc để chúng ta có thể thực hiện tốt được cái công việc của mình, đạt được cái mục tiêu của mình. Bởi vì nguyên tắc là cái thứ mà xuyên suốt, và khi mà bạn có được nguyên tắc rồi, bạn phát triển cái năng lực của bạn dựa trên những nguyên tắc đó thì đảm bảo bạn sẽ có một cái phương pháp đúng. Còn tôi không hướng dẫn về các phương pháp cụ thể thì nó phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác, phù hợp với khách hàng này nhưng chưa chắc phù hợp với khách hàng khác. Cho nên hãy tìm hiểu về các cái nguyên tắc. Bây giờ chúng ta nói về việc làm thế nào để nâng cấp được cái mối quan hệ của mình. Hãy chú ý trong cuộc sống của chúng ta, khi nào thì bạn quyết định mua một cái món hàng của ai đó, không nói về những cái hàng gọi là lặt vặt mà bắt buộc mình phải mua, thì bạn mua ở đâu cũng được, và giá trị nó không cao, không cần phải suy nghĩ thì bạn mua ở đâu cũng được. Tuy nhiên khi bắt đầu phải suy nghĩ về một cái lựa chọn nên mua ở đâu, thì xu hướng người ta thường sẽ mua từ những người mà họ quý mến, họ tin tưởng. Chính vì thế, việc quan trọng nhất của chúng ta đó là khi chúng ta có thiết lập được một cái mối quan hệ thì chúng ta phải nâng cấp nó càng nhanh càng tốt lên đến mức độ quý mến. Mức độ quý mến là như thế nào? Hãy tưởng tượng một người bạn của bạn hôm nay mở một cái cửa hàng và sau đó gọi và thông báo với bạn rằng là ngày mai họ sẽ khai trương, họ muốn mời bạn có mặt ở đó. Bạn có đến hay không? Tôi tin chắc rằng nếu cái người đó là cái người mà bạn yêu quý, cái người đó bạn nghĩ về họ và bạn cảm thấy có một cái sự vui vẻ nào đó, thì ngay lập tức bạn sẽ nhận lời và hôm sau bạn sẽ đến mà mua cái gì đó. Có thể nếu là cà phê thì bạn đến uống cà phê, quán ăn thì bạn sẽ đến bạn ăn. Thực ra bạn không thiếu cà phê, bạn cũng không thiếu cái ăn, thậm chí là ngay gần nhà bạn cũng có, nhưng mà bạn phải đi xa đến tận chỗ người bạn của mình để sử dụng. Tại sao lại như vậy? Không chắc vì cà phê của họ ngon bạn đã dùng đâu mà biết, đúng không ạ? Hôm nay họ mới mở cửa hàng. Không chắc vì cái đồ ăn họ nấu tốt, bởi vì có thể cái quán ở trước cửa nhà bạn còn ngon hơn. Thế nhưng bạn vẫn sẽ đến. Tại sao? Bởi vì bạn đến để ủng hộ cho một cái người bạn của mình, một cái người mà bạn quý mến. Nếu cái người đấy mà bạn không thích thì bạn sẽ không đến. Không phải mất công như vậy, bởi vì xung quanh bạn có rất nhiều những cái hàng hóa dịch vụ như vậy. Thế nhưng mà vì bạn nghĩ về họ và bạn thấy có một lúc nào đấy cái người này đã tốt với mình, cái người này đã quan tâm đến mình, bạn nghĩ đến điều đó, bạn cảm thấy vui vẻ và bạn muốn gặp lại, thì đó là cái người mà bạn quý mến. Bạn sẽ đến để ủng hộ cho họ. Sau cái buổi ngày hôm đó có thể bạn sẽ không quay lại để uống cà phê, bởi vì cái quán ruột của bạn nó ở chỗ khác, hoặc là cà phê của bạn mình không ngon, hoặc món ăn của bạn không ngon và bạn không quay trở lại nữa. Nhưng lần đầu thì bạn sẽ đến. Đấy là bởi vì bạn quý mến họ, bởi vì có lúc nào đó họ đã làm cho bạn cảm thấy vui vẻ, có lúc nào đấy họ đã thể hiện cái sự quan tâm đến bạn. Vậy thì khách hàng của chúng ta cũng như vậy. Nếu như các bạn muốn một cái người họ trở thành khách hàng của bạn, thì việc đầu tiên đó là phải xây dựng mối quan hệ lên đến mức độ quý mến. Làm thế nào để người ta quý mến mình? Thì có một cái bí kíp, đó là hãy làm cho họ vui vẻ khi ở cạnh mình. Bạn luôn luôn tích cực, luôn luôn có nói chuyện về những cái chủ đề mà họ quan tâm, gọi là cùng tần số. Rồi là gì? Hãy thể hiện cái sự quan tâm đến họ, hãy thể hiện cái sự quý mến đối với họ. Thỉnh thoảng nhớ tặng quà, bởi vì quà sẽ là cái thứ mà dễ giúp cho người ta liên tưởng đến việc mình quan tâm đến họ, và họ sẽ rất là quý mến mình. Và khi mà người ta mình làm cho ai đó vui vẻ thì luôn luôn có một cái hành động ngược lại, đó là họ sẽ tìm cách làm cho mình trở lại vui vẻ. Và nếu như bạn là một cái người kinh doanh, bạn là một cái người bán hàng, thì hoặc ngay lập tức họ sẽ trở thành khách hàng của bạn khi biết, hoặc họ sẽ tìm kiếm giúp cho bạn khách hàng, bởi vì họ biết đấy là cái thứ mà sẽ làm cho bạn vui. Cuộc sống này nó rất là công bằng như vậy.
Vì thế hãy xây dựng cái mối quan hệ lên đến mức độ mà cứ gặp nhau là vui vẻ, nghĩ đến nhau là vui vẻ, thì chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều khách hàng. Nhưng nhớ rằng bạn có thể đến thăm cái quán, thăm cái nhà hàng của bạn, bạn nhưng không quay trở lại nữa. Vì sao? Bởi vì đồ không ngon, không hợp khẩu vị với bạn. Thế chính vì thế, có được khách hàng một lần thì chỉ cần làm cho họ quý mến. Nhưng mà muốn có được khách hàng lâu dài, quay trở lại liên tục, thì bạn phải có được ở họ cái sự tin tưởng về thứ mà bạn cung cấp. Chính vì thế, bạn phải giỏi trong lĩnh vực đó. Bạn phải có cái hàng hóa tốt, có chất lượng ở trong cái lĩnh vực đó. Vì thế nếu bạn muốn kinh doanh một cái gì đó lâu dài thì đầu tiên phải lựa chọn sản phẩm tốt, cung cấp dịch vụ tốt. Thì khi đó người ta đến sử dụng một lần bởi vì sự yêu quý, nhưng người ta sẽ đến lại lần thứ hai bởi vì sự tin tưởng. Và người ta sẽ đưa thêm bạn bè, giới thiệu cho những người khác đến đó nếu như dịch vụ của bạn tốt, nếu sự chăm sóc khách hàng của bạn tốt. Họ có thể vì quý mến với bạn mà đến, nhưng để cho cái người khác đến mà họ không bị mất uy tín thì đòi hỏi cái hàng hóa sản phẩm của bạn, chất lượng dịch vụ và chất lượng hàng hóa phải rất là tốt thì họ mới dám mang uy tín của họ ra để giới thiệu. Vì thế rất nhiều người đặt câu hỏi là tại sao bạn mình không giới thiệu khách hàng cho mình, tại sao bạn mình không giúp mình chia sẻ cái sản phẩm của mình với người khác. Câu trả lời là bởi vì sản phẩm của bạn chưa đủ tốt, dịch vụ của bạn chưa đủ tốt. Một trong những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn là chúng ta rất hay chủ quan khi mà chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ cho những cái người xung quanh mình, cho bạn bè của mình, cho những cái người thân của mình. Bởi vì mình nghĩ rằng họ dễ thông cảm cho mình đang bận rộn và mình không thể mang hàng hóa đến được, đợi một vài hôm, mình đang bận những khách hàng khác cho nên là họ phải chờ đợi, là cái chuyện bình thường bởi vì có thể thông cảm cho nhau. Nhưng chính cái điều đấy có thể làm cho họ mất lòng tin vào dịch vụ của bạn, và đáng nhẽ họ sẽ tìm kiếm cho bạn những cái khách hàng tiềm năng thì họ lại sẽ dừng lại cái việc đó bởi vì họ lo ngại cái sự mất uy tín của họ. Họ có thể thông cảm cho bạn nhưng họ không tin rằng những người bạn của bạn, của họ chưa có những cái mối quan hệ với bạn thì lại thông cảm được cái điều đó, cho nên họ sẽ dừng lại trong cái việc giới thiệu. Chúng tôi trong cái chương trình đào tạo của tôi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xây dựng mối quan hệ lên đến mức độ cao nhất, đó là mức độ thân thiết. Mức độ thân thiết thì nó bao trùm lên tất cả những cái mối quan hệ khác và nó có thể giúp cho bạn tìm kiếm được những cái đối tác để trong cái quá trình làm ăn, giúp cho bạn áp dụng vào trong mối quan hệ gia đình với con cái, với vợ chồng, với bố mẹ để cải thiện những cái mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Trong cái video ngắn thì tôi không thể nói được hết những cái điều đó, nhưng thực sự đó là những kiến thức rất cần thiết cho việc kinh doanh cũng như là cho cuộc sống. Và nếu như mà các bạn muốn tham gia vào cái khóa học này thì có thể comment và đăng ký. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các cái lớp học sắp tới, trong thời gian sắp tới, và các bạn có thể tham gia vào cùng với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.